Dễ gì kêu con được. Dễ gì kêu con lựa màu giùm được. Trời ơi, dễ gì. Con đâu cần xem bộ. Đưa cái hình hay là biết màu gì rồi. Tao hôn được không? Người ta hôn được không? Đó, anh chị thấy mình đắp bột ha. Đó, nó được cong nhẹ nhàng ha anh chị ha. Màu rất là đẹp. Like color. Right. It's good. Hello, hello anh chị nha. Để mình zoom ra một chút xíu nữa. Đó, cho nó dễ nhìn ha anh chị ha. Thì cái ngón này á, cái finger của nó nhỏ ha. Mình sẽ đắp ngang mình đẩy lên. Mình sẽ đẩy lên. Đẩy lên silicone nha. Xong cái bắt đầu mình sẽ lấy cái cọ, mình lấy nước nha. Mình đập nè. Mình đập trên silicone nè. Mình rút nhẹ xuống nè. Đó, rút nhẹ xuống. Đây bên hông đây lem nè. Mình đưa cái bột nó xuống dưới cái phần đầu móng rồi đó thì mình vuốt. Mình mới vuốt mình tém nó vô ha. Đó. Thì cái bột mình đưa xuống dưới trước rồi thì mình dễ vuốt lắm nha anh chị nha. Đó, mình đưa xuống dưới rồi mình dễ vuốt lắm. Đó. Okay. Vuốt xuống. Đó, mình lên nhẹ một cái nữa. Nó nhẹ ra nó có chút xíu bột dư đó. Đó. Chị ta thấy ha, khỏi mày nghề mày thảo với tao không à. Ok, tiếp tục thì ngón này thì mình sẽ đắp màu lavender. Ok, beautiful lavender. Đó, mình sẽ lấy vừa đủ nè ha, cỡ này là vừa đủ một ngón này luôn á. Đó. Đó, mình sẽ đẩy lên nè. Đó, chị thấy em đẩy lên silicone rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Đó. Đó. Bột phải dẻo anh chị mới đắp dễ được nha anh chị nha. Bột phải dẻo nha, nó lem ra mình vuốt nhẹ nè. Đó, mình tém vô, mình đập xuống cho cái bột nó thấm xuống hai bên khóe đó. Mày bớt xạo đi anh Roy, xạo quá nha Bi nha. Qua nhậu thì được. Đó, mình vuốt nè. Chị thấy ha, vuốt xuống nè, vuốt vừa đủ luôn nè, chị thấy không, không dư không thiếu nha. Bắt nhẹ nhàng cái hai chị thấy, để vuốt nhẹ lên bên hông lên một chút xíu. Đó. Mình lấy vừa đủ bột ha, cái này là vừa đủ một ngón luôn nha anh chị nha, không dư không thiếu đó. Đây, mình sẽ đẩy lên silicone nè, mình tém nhẹ lên. Đó, mình tém, đập. Thì tại sao mà em phải đập như thế này là tại vì anh chị biết sao, mình đập á, để cho nó dẻo cái bột ra, để mình mua nó đi đâu thì mình chuyển nó đi đó ha. Nó rất là dễ. Đó, thì cái bột nó bắt đầu ráo nè anh chị ha, thì mình bắt đầu mình vuốt xuống nè. Đó, mình vuốt xuống, tém nhẹ nó xuống. Đó, vừa đủ luôn nè anh chị thấy không, mình vuốt nhẹ nó xuống cái phần đầu móng đó, vừa đủ luôn. Thấy không anh chị, bên nào anh, bên nào đắp dày? Bên nào đắp dày? Dày một chút thì mình vuốt xuống. Cái dày của em á, nó không phải là nó cái nó nhìn nó không phải là dạng như mà dày ở silicone hoặc là đầu móng. Em dày là em dày cái phần thân,
đây em dạy cái chỗ này ha, thì cho nó đỡ gãy thôi. Nhìn thì tí nữa em rửa anh chị sẽ thấy là nhìn thì nó không có dày lắm, nhưng mà thật sự nó rất là dày. Đây ha, mình sẽ ráp cái màu này lên trên nón này. Cái này thì mình lấy hơi nhiều ha, cái này thì mình chưa có hiểu bột. Đây cái bột này á, em sẽ lấy ra nha, em sẽ lấy ra. Đây cái bột này em chưa hiểu bột nè, thì em để cái nó hơi lâu đó. Bây giờ em sẽ lấy nhiều nước một chút xíu và nhanh hơn một chút xíu nè. Đây ha, em sẽ đặt lên nè, đó em sẽ đẩy lên typical. Thì thấy nó khác với hồi nãy nhiều, tại vì mình hiểu bột được thì mình mới control được bột dễ. Còn nếu mà anh chị không hiểu được bột, giống như mình bỏ cây cọ, lúc mà lấy nước bỏ cây cọ vô cái liquid á, mình bỏ cây cọ vô liquid thì mình để nó hơi lâu một chút, thì nếu mà những cái trường hợp mà bột màu đó mà nó lâu khô hơn thì mình để lâu hơn một chút, còn nếu mà nó nhanh khô hơn thì mình để lâu hơn một để mình lấy nhanh hơn một chút nha, thì nó sẽ better hơn cho anh chị. Và cái đó là mình hiểu màu, mình hiểu bột. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Thấy chưa? Đó. Dạ cái này em không cần lót clear nha anh. Cái này em không cần lót clear. Tiếp tục là đó, thì mình hiểu cái màu này rồi thì mình lấy sẽ nhanh hơn một chút xíu nè. Đó, mình lấy nhanh hơn, mình đặt cái mình lấy ra liền, mình chúi cái móng nó xuống đó thì nó sẽ chảy xuống anh chị ha. Đó. Nó sẽ chảy xuống, mình tém hai bên hông. Đây. Đó, mình tém hai bên hông vô. Nè, đó. Xong rồi ha anh chị ha, thì mình sẽ vuốt nhẹ ở critical nè. Đó, mình vuốt nhẹ xuống, mình tém hai bên hông vô nè. Đó. Anh chị thấy ha, critical rất là mỏng nè. Cái bắt đầu mình sẽ đưa cái phần đầu móng cho nó thẳng và nó có độ cong nè. Mình sẽ vuốt cái phần thân, tại vì cái bột á, khi mà anh chị feel được cái bột mà nó đang khô dần á thì anh chị sẽ lấy cái thân này nè. Đây là cái thân nè ha. Đó, nó nằm ở giữa cái thân nè. Lấy cái thân nó vuốt xuống đây. Em sẽ đè cái thân em vuốt xuống nè. Đó. Đó. Xong. Mình vừa đủ cục bột ha. Đó. Thì cái cách này mình dễ dụ xếp á. Nói chung là mình dụ xếp, mình dễ dụ xếp nha. Mình vuốt xếp rất là nhanh và lẹ. Thì cái này đó, mình sẽ lấy nhiều nước nè, nhiều bột nè, đó mình sẽ đặt lên nè, đó đẩy xuống, lấy cái mũi cọ đẩy lên critical nè, đẩy lẹ dùm em cái nha, đó nhớ là phải đẩy lẹ dùm nha. Mình sẽ đập cho nó dẻo cái bột ra. Đây mình sẽ lấy nước và mình tém cái phần critical cho nó nằm sát xuống nè, quét xuống nè, quét xuống, quét nhẹ xuống nè. Mình tém vô nha anh chị nha, khi mà cái bột mình nó lem ra, nó đi hai cái đường bên hông đó, thì mình tém nó vô giữa. Thì khi mình vuốt vô giữa đó, thì nó sẽ bè ra hai bên hông một chút xíu, là nó vừa đủ, đó, nó vừa nè anh chị ha, vừa đủ bột nè, thấy không? Đó. Đây, anh chị ha, màu rất là đẹp ha. Ok. Hello anh John. How are you anh John? Đó. Ok. You like color? Ok, mình sẽ lấy nhiều nước và nhiều bột một chút nè. Đó. Mình đặt lên nè. Kéo xuống. Đẩy lên liền. Mình đập nè, mình đập cho nó đè hai bên hông khóe xuống, nó sát xuống hai bên hông khóe ha, thì nó không có bị dày. Đó, mình sẽ đưa cái bột xuống dưới nè. Đó, rồi mình đập cái critical, đập vuốt nhẹ xuống nè. Anh chị thấy cái cọ của em không? Lúc nào cũng mềm hết, lúc nào nó cũng smooth hết, là mình lúc nào mình cũng phải giữ cái cọ nó thiệt là smooth thì nó mới mịn được, nó mới đều đẹp được ha. Tém xuống,
thiếu một chút xíu. Tức dễ sợ. Thiếu một chút xíu thôi anh chị ơi. Chị thấy không? Thiếu một chút xíu thôi. Cái này nó dính lên chemical thì kệ nó không sao đâu anh chị em nha. Tí nữa mình có bộ giũa 5 giây đó. Giũa rồi nó đi hết rồi. Thiếu chút xíu thì kệ nó đi anh chị ha. Mà không cần hút nhiều nữa. Hello, hello, hello mọi người nha. Ok, bắt đầu là tiếp tục cái ngón này. Cái ngón này là màu đậm thì em sẽ đắp sau cùng. Lên nè, đẩy nhẹ lên nè, đó mình đè đẩy nhẹ lên, chất lượng nó em chảy úi chà ơi, không sao nha chị ha, thôi mình vuốt xuống đi, vuốt xuống đi, mình dùng cách khác nha chị nha, mình sẽ dùng cách khác, vì nãy mình không có biết cái màu này là như thế nào nên là, thì em hướng dẫn cho anh chị đó, cái cách này em hướng dẫn đó, ha. Đó, thì em hướng dẫn cho anh chị là những cái nào mà mình chưa hiểu một á. Đắp lên trước. Thì cái này nó hơi chảy ha anh chị ha. Hello Nguyễn Việt. Thank you anh. Ok, bây giờ mình sẽ đặt lên nè, mình để một chút xíu nè. Đó, mình sẽ dùng cái mũi cọ nè, đập cho nó tan cái bột ra nè, nó sẽ dẻo. Đó, anh chị sẽ thấy nè, nó không còn chảy nữa anh chị ha. Đó. Thì bây giờ anh chị nhìn thấy nè, nó rất là dẻo và nó dễ đắp, nó không còn chảy nữa như lúc nãy nữa. Đó là cái cách mà em xử lý bột ha. Đó, mình đập vô nè. Đó, mình tém vô nè. Đó, mình đập nhẹ nhẹ nhẹ, đập lên cái cò nhẹ 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 nó. Đó, bây giờ nó rất là dẻo nè chị ha. Nè, đó, giờ mình điều khiển nó, mình vuốt nhẹ 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 nè. Tém cái đầu móng vô đó. Đưa cái hướng nào đi cái đó hả? Đi nhỏ đi này đi theo hướng mình được không? Đó, mình tém nhẹ, không chị thấy ha. Đó, đã thả xong. Cho like và share đi chứ. Ngọc Hàng Trương. Trời ơi. Cũng như mình thì mình đọc vậy đi. Ok anh chị thấy ha. Thì em để nè. Lúc mà em lấy một mặt ha. Xong cái mình để lên rồi nè. Mình để riêng giữ cái cọng một chút xíu. Đừng có đè nha. Đè là nó chè bè đó. Xong cái mình sẽ thấy cái bột nó hơi khô khô và cứng, cái mình đập nó nè, nè anh chị nè, mình đập nhẹ 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 nhẹ, nó tan nhẹ ra, đó, thấy chưa, nó tan nhẹ ra nè, thì nó sẽ vô cái khóe nè, anh chị thấy không, mình đập, ở bên trong đây cũng vậy, mình đập cái phần mé cọ thôi, đó. Xéo cái mé cọ thôi, nha, đó, thấy chưa, bột nó dẻo liền, xong cái mình vuốt nhẹ xuống nè, đó, tém nhẹ xuống. Để mình lấy. Trời ơi, ai thả tim là sướng vậy ta. Ôi, thả tim sướng. Sướng thiệt chứ. Đó, mình chỉ thấy là đó. Mình sẽ điêu cái độ cong ở cái phần nối móng. Thì nó sẽ được tròn hơn, nó sẽ cứng hơn, nó chắc hơn và nó sẽ không bị gãy nhé. Ok, mình sẽ vuốt xuống nè. Đó, mình chỉ thấy ha. Ok, xong. Thì cái quan trọng mà chủ sếp anh chị á, anh chị phải đắp thiệt là đẹp rồi. Anh chị ráng làm sao mà đắp thiệt là gọn. Một cái nốt policy dẻo rồi. Ok, thank you chị Đức Hạnh. Một nốt policy dẻo rồi, yep. Đây, một nốt policy đây. Đây ha anh chị ha. M06 nè. Ok. M90 nè. Đó. Kêu. M39 nè. Nguyễn Điệp Thả hiện tại. Nếu mình nhớ không lầm là Nguyễn Điệp Thả đúng không?
Ok, thì giờ bây giờ mình sẽ rửa sước nha anh chị nha. Hai thầu. Thank you, chị Tuyết Hồng. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho rửa sước nha. Hello anh Gia, Gia Tú. Hai anh. Ok, bây giờ mình sẽ đây. Mình sẽ vũ nhẹ xuống nè. Nè, mình sẽ vũ nhẹ hai bên hông nè. Đây, một set thì có bao nhiêu màu bro? À, một set của nó có hai set, một cái set là matching với 2-in-1. Một cái set á thì không có matching nhưng mà nó chính có 90 màu. Nha. Đó. Thì anh chị thấy nè, em sẽ vũ hai bên hông đây. Đó. Lúc hồi nãy á thì cái bên đây nó bầu ra một xíu ha. Mình để cái dũa thẳng nè. Đây. Mình tém nhẹ vô nè. Thấy em đưa cái dũa không? Đưa vô vậy nè. Hello anh Gia Phúc. Đúng rồi, màu đẹp dễ đó. Hello anh Gia Tú nè. Đó, mình đưa vô nhẹ vô nè. Mình sẽ dũa ở hai bên hông đây cho nó thẳng nhẹ. Đừng có vô cái thế nha anh chị nha. Dũa nhẹ thôi. Xong á, hai bên hông đây mình thấy thẳng là đúng không? Mình sẽ đưa vô nè. Mình sẽ nắm ở ngay chỗ hai cái bên khóe nè. Đó, hai cái bên hông đây đều mình sẽ nắm ở đây. Đó. Mình dũa ở đây vô nè. Đây. Dũa vô. Bên này dũa vô. Đó. Đó. Xong. Đó, anh chị thấy hai cái xếp này. Rất là gọn ha. Mình sẽ dũa cái phần đầu móng. Đó. Thấy chưa? Đó. Chị thấy gọn không? Thì cái bên hông là anh chị thấy không? Nó nhìn nó rất là mỏng nè anh chị thấy không? Nó không, nhưng mà nó mỏng ở đây, cái nó u ở giữa, xong rồi cái nó xuống phía dưới đó, nó rất là đẹp ha. Liquid có pha không anh? Hãng liquid nào cũng được hay sao? Không, liquid thì mình mua CND nha. Liquid mình mua CND nha. Đó. Mày im lặng đi Linh ơi. Đó, mình dũa như thế này là chắc chắn là 10 ngón sẽ như 10 nha. Well, actually, this is not polished. This is a brand not polished. Not polished. Ok. Đây, thì mình dũa cái cách như em á, thì 10 ngón giống 10 nè. Cái cách này á, là em sẽ áp dụng cho cái tay mà cái form móng nhỏ. Đó, cái form móng nhỏ nha. Kêu nó đi chung với Hải qua chơi. Thank you anh. Thank you biết cũng khó là chậm. Right. Ok. Đây anh chị nè. Đó. Không, cái form rất là đẹp. Khi nào mở nó phôi ra về cho anh. Em đang đổi ý qua Houston rồi chị ơi. Em đổi ý qua Houston rồi. Vậy Houston là có người đăng ký đủ rồi đó. Nên là, nhưng mà bữa bị cái bạo động đó nên là chưa có sắp xếp lại lịch nữa. Mình vừa tém gọn vô ha. Tém gọn lên. Đó. Xong nè. Đó. Xong rồi xếp hai anh chị ha. Mình sẽ giữ cái phần đầu móng. Đó. Xong cái mình rửa xuống. Để qua chơi em. Linh nó qua thôi chứ. Này không biết tiếng Việt đấy, đúng đó chứ. Ờ, mẹ. Tiếng Việt không? Tao đang ra tiếng Việt ra. I don't know English.
Ok, xong ha anh chị ha, thấy không? Vũ xếp nhanh lẹ ha. Đó. Đợi chút xíu nha. Rồi. Cũng phải thon, phải vé thon nha. Phải thon cái móng tay nó mới đẹp được. Ok. CND Solar nha, đừng có mua regular. Regular là banh sát luôn á. Đắp là về đói luôn đó nha anh chị nha. Đắp là về đói luôn á. Đó. Đó. Thấy không? Gọn gàng. Đắp là gọn như thế này thì mình vỗ xếp rất là nhẹ ha. Wow. Đó. Để thấy thon ha. Thấy nhanh gọn lẹ không? Đó, mình sẽ dũa hai cái phần bên hông cho nó tém gọn vô ha. Xong cái mình dũa lên, mình đẩy lên. Đó. Đây, xong. Thì cái shape rất là gọn. 10 ngón thì y như một nha anh chị nha. Mình dũa như vậy đó thì mới hoàn thiện được. Còn giống như ngón này xếp khác, ngón kia kia xếp khác là coi như là xong luôn đó. Mình quay cái tay lại mình kiểm tra ha. Mình kiểm tra coi nó thẳng chưa. Khi mà mình lật cái tay nó lên á, mình dũa xong á, mình phải quay cái tay lại để mình dũa lại cho nó hai chiều, cho nó đều với nhau nha. Xong đó mình quay cái tay lại, mình chỉnh nhẹ, dũa nhẹ vô thì hai chiều thì nó sẽ better hơn là một chiều nha anh chị nhé. You like shape? Good. You never tried acrylic powder? I have before. When? Ok. Xong thì mình sẽ dùng cái đầu dũa mà không cắt tay của mình. Đây là cái đầu dũa không cắt tay của mình ha. Đó. Bảo đảm không cắt tay nhưng mà rất là mịn nha. Rất là mịn. Ok. Đây thì cái này thì mình bật tầm số 9 với số 10 ha. Cao quá ha. Ok. Let's go. Đây anh chị ha, nhìn anh chị nhìn rõ này nha. Thì mình sẽ chạy nè, mình lên da nè. Đây. Đó, mình đẩy lên da nó nè. Anh chị thấy không? Rất là tròn mà. Nhưng phải đắp trưởng mới được. Phải không? Dạ đúng rồi anh. Mình phải đắp đẹp đã rồi mình mới dũa như thế này được. Còn nếu mà anh chị mình đắp mà chắp vá hoặc là nó không có đều đó, thật sự là rất là khó ra. Thật cái đó là thật sự đó. Chỉ có những người pro mà giống như họ dũa nhiều hoặc là họ thắt time, họ dũa kỹ thì mới ra được. Còn không á thì phải đắp chuẩn thì mới ấy. Đó, chị thấy không đây? Đó. Chị thấy không, nó rất là smooth. Thì sẽ cắt nhẹ cho nó thẳng rồi ha. Dũa phần đầu móng, ok. Xong tiếp tục cái này thì anh chị sẽ nhìn nè, lúc mà anh chị dũa đó, anh chị sẽ nhìn ở cái phần này nè, đây là cái phần này, là phần này nó dày, không, cái chỗ ngay chỗ này là nó móp vô một chút xíu, nhưng mà cái ở trên đây nó dày nè, không, thì mình cần dũa là mình cần dũa ngay chỗ này nè, đó, cho nó mỏng xuống, cho nó đều ngay cái phần móp nè, bị lõm nè, không, thì ở bên đây á mình chạy cho nó mỏng, cho nhìn nó thon, nhìn nó gọn đều đẹp nè, chị thấy không, đó. Đây cũng vậy. Đó, mình chạy lên cuticle, anh chị thấy không? Mình đẩy lên cuticle nè. Thì thật sự là cái này là mình nâng cái da nó ra luôn. Mình nâng cái da nó đẩy lên trên luôn. Cái đầu dũa này nó hay như vậy đó. Nhiều lúc khách nó có da đó, là mình lên da khách luôn.
vào giữa này rất là ghét luôn nha. Anh chị dùng rồi là anh chị sẽ hiểu được cái cảm giác mà cái đầu giữa hai chiều này của mình. Đầu giữa này là hai chiều chứ không phải là một chiều nữa nha anh chị nha. Đây chị thấy là thon. Không chuẩn dưỡng khóc luôn. Thật, cái này là sự thật đó. Nếu mà anh chị chấp vá, anh chị vũ hoài, vũ hoài, vũ hoài luôn đó. Nói chung là vũ hòa. Cũng chưa thấy được. Nhưng mà mấy người pro là khác nha. Em cái này không nói người những người pro. Đây. Đó, anh chị thấy ha. Rất là smooth rồi. Rất là sắc nha. Nè, anh chị thấy không? Mới đẩy để cho chúng vô nè. Rồi mình đẩy cái da nó lên. Thấy chưa? Cái quan trọng cái đầu giữa này sẽ giúp cho anh chị giảm được rất là nhiều thời gian nha. Cái bộ giữa 5 giây của em sẽ giúp cho anh chị giảm được rất là nhiều thời gian mà. Đỡ bị chảy máu. Anh chị nào mà muốn order đầu giữa thì cứ inbox cho em ha. Thì số điện thoại em á là 479456 tới quý 9. 4 số 9 đó anh chị. Xong tiếp tục bên đây. Nè, chị thấy không? Nó nông cái da khách ra luôn nè. Mà nó lên cái da của khách đi luôn. Chứ không phải là mình giữa nó như đẩy cái da nó không, mà nó lên cái da khách đi luôn. Quan trọng là cái cuticle của nó natural hay không nha anh chị nha. Cái quan trọng cái cuticle cũng rất là nhiều. You like color? Số điện thoại là 479456 đuôi 9. 4 số 9 đuôi đó. Thì 479456 9999. Số rất là dễ nhớ nha anh chị nha. Khỏi cần lưu cũng được. Thôi mà lưu đi cho nó chắc. Bình Đức hả? Bình Đức không có rồi. Bình Đức mình không có xếp được. Nói chung là xếp Bình Đức rất là mắc tiền. Nên là anh chị cứ chịu tiền xếp lại em xếp. Nói chung là nếu mà xếp bên đó thì em chịu tiền xếp lại em xếp. Ở đâu cũng được. Anh chị thấy ha, cái bộ giữa 5 giây của em là có gồm là hai cây giũa phá bột, hai đầu giũa phá bột nè, một đầu giũa chạy cuticle nhỏ, rồi một chạy nhám và một cây giũa này là 5 cây, là một bộ đó là 5 đầu. Là em kêu cái bộ đó là bộ giữa 5 giây đó. Anh chị thấy ha, cái bột của nó ra rất là mịn nè, mịn lắm. Nên là nó không có bị dính cái phần đầu nha chị, giữa nó không có bị dính cái phần đầu. Hello Vinh, khỏe không? Đó. Mình có lỡ mà lên cuticle nó, mình cũng không bị chảy máu nè, anh chị thấy không? Đó. Mà nó nông cái da nó ra nè. Đã lắm. Mà hết hàng rồi nha. 5 ngày nữa sẽ có lại, anh chị em đặt trước đi chứ không thôi hết hàng nữa à. Một bộ mấy cái vậy anh? Dạ. Một bộ 5 cái nha, một bộ 5 cái. Mua một bộ này về thì khỏi cần dùng đầu giữa khác, nó có đầy đủ hết á. Có ship không? Chưa tư lượng. Có nha chị Tiết. Không có nha. Yes. Muốn mua lắm nhưng tìm ở đất không thấy cơ. Ở đất thì chưa có. Bộ 5 mua mấy tiền? Một bộ là chỉ 100 đồng thôi. Thì lấy một bộ thì nó rẻ được hơn mua. Nếu mà mua từng cây là 25 đồng đó. Và đang sale đó nha anh chị nha. 5 ngày nữa là sẽ có hàng. Đó. Thì cái này nè, anh chị thấy nè, anh chị để ý nè nha.
cái chỗ này nè, anh chị thấy nó dính gì không? Đẩy lên nó không ra luôn nè, thấy không? Đây anh chị sẽ nhìn nè nha. Đó, em sẽ để sát cho anh chị. À, chị thấy cái chỗ này không? Nó dính da nè, mà nó lẹm lên da trên luôn. Đây em sẽ cho nó đi luôn nè. Anh chị thấy không? Đây, thấy chưa? Mình nong cái da nó ra nè. Đó, cái này là cross cut nè. Cái này cross cut fine one. Đó, chị thấy em nong cái da nó ra nè. Thấy chưa? Nó rất là smooth, nó chạy nữa cũng được nữa, không có bị cắt tay, thấy không? Đó, dũa qua nè. Nó rất là mịn nha, nhưng mà nó không có bị dính cái bột vô cái phần đầu. Đó. Đây. Cái bộ dũa này á là em thật sự là cái bộ dũa này không phải là dạng như mà mình bán là mình bán gom, nhưng mà tại vì cái này là em đã thử dùng thử hết rồi. Là em đã chiết ra được giống như là kiểu mà em dùng nhiều quá, nhưng mà em chỉ thấy cảm thấy được là cái năm cái cây này là rất rất là good trong lúc mà em dùng, thì đối với riêng em thôi nha, còn những người khác thì em không biết, nhưng mà với riêng em thì năm cái đầu dũa mà em bán đó, nguyên một bộ đó, nó rất là very good luôn, rất là good luôn. Dạ, số điện thoại của em là 479. Đây anh chị thấy ha, nhìn cái dũa đó nè, cái dũa đó làm cho cái móng này, nó rất là bằng phẳng nè, không, nó rất là smooth, nhưng nó có độ dày ở đây, anh chị thấy không, nó có độ dày ở đây nè. Đó, thì em build hai bên hông em mọc chút xíu, nhưng mà build độ dày ở giữa, thì anh chị nhìn cái tay nó rất là natural, không, đây nhìn nghe nó cũng rất là natural, không. Thì những cái basic móng mà medium như thế này á thì mình sẽ đi như vậy, thì đó cũng thứ nhất là nó cũng khó gãy, thứ hai là nó có độ cong nè, nó có natural nè, nó có độ natural riêng nè, thấy không, nhìn nó rất 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 là mỏng, nhưng mà thật sự thì nó dày nha, thì nha, đó nó dày lắm nha. Và có bán lẻ nha, thì sorry anh chị là hiện tại bên em hết hàng, nhưng mà 5 ngày nữa có. Nhưng mà anh chị nhắn tin cho em đặt trước, không cần trả tiền trước, nhưng mà đặt trước là anh chị lấy những cái gì thì em sẽ giữ lại cái số điện thoại với lại cái đơn hàng mà anh chị muốn order đó, thì em giữ hàng lại, tại vì ai order trước thì em sẽ để hàng lại giữ đó, chứ nếu không thì thật sự là lúc mà hàng về người ta order nhiều quá, em không có giữ lại thì nó hết hàng cho anh chị nha. Ship sang Đức thì chuyển tiền thế nào hả? Cái đó em không biết luôn đó. Ship sang Đức thì chuyển tiền thế nào? Thì cứ nhắn tin cho em đi rồi em xem như thế nào nhé. Thank you anh Gato. Dạ đúng rồi, số điện thoại đó là số điện thoại của em luôn đó. 479-456-99 là số điện thoại của em luôn nha. Rồi gặp cho anh Nguyễn rồi em đó. Thì mình nhắn tin trước thì mình có đơn hàng trước, thì anh chị không cần phải gọi thêm một lần nữa. Nếu mà hàng về thì em sẽ tự gọi cho anh chị là anh chị còn cần nữa không, để mới gửi nha anh chị nha. Thì tới cái lúc hàng về đó thì em mới lấy tiền. Còn như bây giờ anh chị đặt hàng, cứ đặt hàng trước, em sẽ hàng về em sẽ để cho anh chị nha. Em cứ sợ hết hàng thôi. Ok nha. Ok, bây giờ mình sẽ chơi cái top nha. Mình ghét quá, mình khỏi trường do ho luôn đi. Giờ làm biến nè. Dạ ok, đợi một xí nha. Xí em sẽ inbox, em sẽ trả lời cho anh chị nha. Ok, anh chị sẽ thấy nè ha, cái cuticle của nó nè. Đây, quay rõ cho anh chị xem. Đây là cái cuticle của nó nè. Để em chùi cho sạch sẽ, anh chị sẽ thấy rõ hơn nha.
Chị thấy ha, nó rất là sát nè, sát rạc luôn á. Cái bộ dũa này là cái bộ dũa em ưng nhất nha anh chị nha. Những cái đầu dũa mà em ưng nhất em mới order về em chia cho anh chị, em bán cho anh chị ha. Đó, rất là sát critical luôn nha. Đây gần xong rồi. Luôn hả? Chị thấy ha, đó nó sát sát mà. Nó giống như kiểu mà móng móng thiệt, nó mọc mọc cái ấy ra vậy đó. Đó, chị sẽ thấy nè ha. Wow, rất là đẹp ha, có màu rất là đẹp. You like matte top or you like shiny top? It's pretty matte too. Yeah. I don't know you. I like matte. Yeah. Right, matte? Okay. Mình sẽ sơn matte nha anh chị nha. Thì xong rồi thì mình sẽ cho anh chị em xem cái kết quả nha. Ok. Cái matte top này cũng very good luôn nha anh chị nha. Nó rất là nét. Cái này là của Not Polish nha. Đây, chị sẽ thấy ha. Thì anh chị sẽ thấy cái shape của em là 10 ngón, nó giống như 10 ngón ha. Chứ nó không có khác mà bên này dày hơn, bên kia dày hơn. You understand he's big, right? Yeah. Whatever, right? Whatever. Yeah. Touch your nail, pretty. Whatever. Say. Thank you so much, honey. Oh. Thank you. Okay. Thì tất nhiên là làm càng ngày phải càng lên chứ. Ok. Cái đoạn này này. Dạ. Làm càng ngày phải càng lên chứ, không lẽ càng ngày càng xuống. Là chút tôi đi. Qua xem con mấy ngày cái về lên liền. Cái vỏ 1000 giờ đó nó giấu cái vỏ 1000 cái nó đưa 300 đồng hả? Sơn điếp bỏ cho treo hả? Đúng rồi này. Sơn điếp bỏ cho treo hả? Ok, tôi đã làm lại. Ok, xong rồi ha, ha. Đây là cái màu. Đó, đây là cái màu ha. Ha. Chị nhìn cái đầu dũa của mình dũa ha. Đây là cái bộ sáng mờ vậy ta. Đây. Rất là sáng ha anh chị ha, rất là tròn critical nè. Đó, rất là tròn.